Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Dĩ Khải nha anh em ơi. Dĩ Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì ở server này thì anh em cũng biết rồi. Ở video này thì Khải sẽ hướng binh cây song đao này về đao đỡ đánh nha anh em ơi. Hiện tại bây giờ Khải đang cần cái đao hợp kim tốc 20 hoặc 30 để đạt mốc 201 trong tống kim, cũng như là đạt mốc ngoài là 101 anh em. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Khải chưa có đao anh em ơi. Đánh bữa giờ thì cũng có tốt, nhưng mà cái đao này thì nó không đạt tốc á. Đánh thì cảm giác ok, nhưng mà với cái lượng tốc không đạt nên đánh khá là chậm nè. Nên là Khải phải đầu tư, phải mua cái foil nè. Đó, phải mua cái foil này. Với lại hôm nay Khải đầu tư 3 lần hóng binh nè. 3 lần hóng binh sẽ là tốn khoảng 600 xu. Với lại 150 điểm phục duyên. Và 9 cục thủy tinh nè. Và 3 cục hóng binh. Cục hóng binh đâu nè. Đây, đó, đây là 3 bộ nè mọi người. Nhưng là Khải lấy thiếu xu, rồi Khải đi đổi xu hả? Khải đi đổi xu thì nè. Hóng 3 lần khoảng ta 600 xu. Đấy, ok nè, bây giờ thì Khải sẽ giao dịch cho Echelon nó đậm nha nè. Má con ganh một hai phát lên đào luôn, khỏe nè em ơi. Không có server nào mà mình hóng 2-3 lần nó lên thế nào. Không biết hôm nay là sao đây. Cứ trên tinh thần là mình cố gắng thôi nè em ơi. Hóng binh nó cũng hên xui cả nè em ơi. Ok, bỏ thị tinh vào. Hóng binh nó cũng hên xui. Nên là cũng khó, là khó tính. 3 bộ hóng binh này. Rồi ok. Tiền vạn ơi, quên bỏ tiền vạn qua rồi. Tiền vạn nữa em ơi. Tốn một lần hóng binh là một hóng binh thạch, ba loại thị tinh và 200 xu và 50 điểm phúc duyên và 100 vạn nè, một lần hóng 100 vạn nữa nè. 100 vạn khoảng tầm 300 xu nữa nè. Nói chung một lần hóng trung bình như anh em đã xem những video trước của Khải thì bèo lắm phải hơn 20-30 lần thì mới xong cái vũ khí mình ưng ý được nè. Còn tầm này không biết sao đây. Cố gắng nha nè. Để Khải chuyển cái màn hình qua Echelon cho anh em xem. Rồi, trước khi hóng thì Khải sẽ chuyển qua Echelon cho anh em xem. Cố lên, cố lên, cố lên. Cần những cánh tay động viên của anh em. Cần những cánh tay động viên của anh em. Đây anh em ơi. Mà cái này thì hồi hiện tinh khó, phải bỏ ăn rương đi. Ừ, mong là ra 3 lần ra lên em. Đồ mong là 3 lần ra anh em ơi. Mấy này rồi. Hơi bị ở thành này hơi bị giật một tí. Sửa anh em ơi. Rồi ok. Hóng nha anh em. Hóng nha anh em. Làm một bài nhạc nghĩa. Hóng nha hay ok luôn. Rồi ok nha anh em. Lên nhạc. Anh em đang xem cho Khải một like nha mọi người ơi. Khải hôm nay Khải sẽ hóng cây sông đao này dìa đao nha anh em. Không biết là có về được hay không. Thì trên tinh thần là mình vẫn mong là nó về đao để mình có thể có một cái đao tóc 20 đặt móc trong tổng kim, cũng như là đặt móc trong tổng kim 201 và cũng như là đặt móc ngoài 101 nha anh em. Nó hiện tại bây giờ chỉ mong nó vừa cái đao là ok anh em ơi. Ok, trước khi heo hóng thì Khải ép cái tam sức thạch đó. Đổi thì tinh lấy tam sức thạch đó. 3 viên mỗi loại là Khải hóng được 3 lần nha nè. 1 nè. Rồi, đập. Hóng đổi vũ khí nè. Thành công. Wow! What the hell. Trời ơi, quá xả đã luôn nè mày. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, một lần duy nhất và chỉ một lần duy nhất đã ra cây đao. Yeah, có cái đao tôi đánh tung kiều anh em ơi. Trời ơi, trời ơi là trời. Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu server hóng toàn cứ 20-30 lần, 40-50 lần. Cái đỉnh cấp nhất của Khải là 45 lần. Wow, lần này đúng một lần duy nhất. Quá đã luôn em ơi. Anh em đang xem cho Khải một like ủng hộ luôn em ơi. Quá đã luôn. Ok, lên khuyền ấy. Lô anh em ơi. Lô các anh em đó, anh em đủ vui quá anh em ơi. Dạ luôn á. Một lần một. Sướng đỡ. Rồi, có cái đào tôi đã tung kim rồi. Ok, tối nay đua top và tăng được rồi. Ngon lành cành đào anh em. Một lần duy nhất. Một phát một. Trời ơi, quá sướng luôn anh em ơi. Quá xá đã luôn. Trời ơi.
sướng quá, sướng quá. Sướng quá. Sướng quá nè ơi. Quá đã, quá đã. Thắp hương hả? Thắp hương hả? Hít nhỏ lại nha anh em. Đó, quá sướng rồi lần đầu tiên. Ngồi sáng ông nào nói với tôi là ông Khải là nhỏi lắm. Ừ, anh 48 lần đúng không em? Một lần một. Trời ơi, có cái đào đánh tung kim. I love you. Rồi sao à. Nào nói, nào nói vậy? Hồi tối đây là anh không có bò rồi. Trời ơi, sướng quá lắm ơi. Trời ơi, tôi còn gì vậy anh? Quán ra là quán binh ngon lắm không? Ông nào nói quá à, đẹp. Quán binh mấy chục lần mới ra. Ừ, tùy tùy anh hên xui à. Đụng có server em hóng 48 lần không đạt cái nỏ. Anh em bay là 3 triệu ấy. Ấy ông nói là cải là auto không? Auto ừ, là không có auto đen, đâu. Auto đen ấy, đúng rồi, auto đen ấy. Trời ơi, sướng sướng. Được. Sao anh ơi? Em ra cái đao anh ơi. Tốc 20 sao thương 15 anh ơi. Ngon vãi liệt. Hello anh em. Ừ. Ủa mà sao mình không bình không tốn thị tinh ta? Là vậy. À bên này không tốn thị tinh em ơi. À bên này không tốn thị tinh. Nghĩa đâu Nghĩa ơi, anh trả lại bớt thị tinh em ơi. Nghĩa ơi, Nghĩa là anh ta. Đây, 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 Tương Dương bắn ngựa anh trả em lại 3 viên này, 2 tử, 1 lục, 1 lam này em ơi. Hết nợ nha. Ừ, không bên tiền vạn ngoài, không có tốn cái thị tinh nha. Đồ mình cứ chuẩn bị thị tinh vãi rồi. Không tốn xu luôn. Server này nó không phải như server kia nè. Không bên khá rẻ nha, đợi Khải nói cho anh em. Không bên khá rẻ nha. Nè. Ờ, ừ, một cây vũ khí 50 điểm phúc duyên, một hóng minh thạch hết. Quá rẻ, ô, mình tưởng tốt thì tin rồi, mình làm chuẩn bị thì tin quá trời nè. Ôi giờ quá rẻ, quá rẻ, không bình quá rẻ luôn. Không mất tiền vạn không? Không mất tiền vạn luôn em, không mất tiền vạn luôn. Không bình rẻ nha. Để bảo đó. Ok em, anh trả em 2 tử với 1 lam nha. À? Ừ không không, chỉ tốn một cục hóng minh thạch với 50 điểm vô duyên là tốn khoảng tầm 500 xu là em hóng được một lần rồi em ơi. Ngon đấy. Ủa 2 tử với 1 lam, không 2 tử với 1 lam chứ không có lời ạ. À, ok cảm ơn em nha. Lời cái từ cảm ơn là ok rồi nè. Không mất thị tinh, không mất thị tinh. Ừ, không tốn thị tinh, không tốn gì luôn. Chỉ tốn một hóng minh thạch thôi, nói chung là khá là rẻ nè em ơi. Trời ơi, làm tối qua mình chuẩn bị quá trời. Có đau rồi nè em ơi, có đau rồi nè em ơi. Đó, à, tối đánh thì tống kim đưa tối bà Tăng ơi. Đúng rồi, giờ này không mất thị tinh. Độ hồi trước server Hành Sơn mà tốn quá trời luôn em. Thôi rửa đau liền nha. Đúng rồi. Ngon, tối nay rửa đau lấy cái top này theo bà Tăng ấy coi. À, quá thua quá. Ok luôn em. Anh em đang xem thì cho Khải một like chia sẻ ủng hộ video chơi nha anh em ơi. Nói chung là không biết server này như thế nào, server này mình cảm giác may mắn quá nè mày. Một phát một đa đau luôn. Một phát ăn ngay. Một phát ăn ngay luôn, quá mừng luôn em. Không biết nói gì hơn, quá mừng. Một phát một luôn á. Ừ, một phát một luôn. Sướng rồi, quá sướng. Ok anh em ơi. Đâu anh em, hồi trước server Hành Sơn cũng đồ tím đấy. Hốn binh hả, một bộ thị tinh này nọ anh em. Anh em có thể xem lại server Hành Sơn nha. Server Hành Sơn là Khải hốn cái nọ anh em 45 lần anh em. Đó, chứ không phải ép hay không đâu. Hiện tại là Ender họ chỉnh server này có vẻ là nhẹ hơn server Hành Sơn ấy. Server Hành Sơn hồi Khải hả, đồ mà hốn từ cái chùy dìa cái nọ 45 lần anh em. 45 lần anh em cứ nghĩ đi, tốn 45 cục hoàng binh, 45 bộ thị tinh, anh em có nghĩ biết nhiều thị tinh. Đó, đó server Hành Sơn ấy ha, cách đây hơn 1 năm trước ấy. Còn tầm này server này thì không tốt. Rồi ok, ngon quá anh em ơi.